Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bee Audio Sài Gòn. Hôm nay Bee sẽ giới thiệu với quý vị một con ong lây đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Luxman, nhưng mà với mức giá rất là bình dân quý vị ạ. Con ong lây này với model là L430 nha. Nói chung là đánh được rất là nhiều loa và đặc biệt cực kỳ hợp với những dòng loa regular. Và cái model L430 này nó chạy sào thang nha, chạy 4 con sào thang và công suất của nó là 200W. Và điều đặc biệt ở đây là nó có hệ thống hết, có thể làm được một cái rê luôn, có cổng rê out luôn nha quý vị. Nó nặng khoảng tầm 15kg, độ 15kg nha quý vị. Quý vị nhìn kỹ đi, con ong lây còn rất là ok. Để coi nó có gì đây. Nó đánh được 2 cặp loa nè, speed A rồi A+A hoặc B hoặc A và A+B luôn nè. Lâu bút này là lâu nét nha quý vị. Chuyển cổng volume đây. Bee đánh loa thì chúng ta chỉ cần nhích thêm khoảng của chưa tới 9G thôi, nhưng mà đánh rất là lật nha quý vị. Đánh rất là lật. Và mức giá Bee bán cái con Luxman L430 này với mức giá là 6 triệu đồng nha quý vị, 6 triệu đồng thôi. Với mức giá rất là dễ chơi với một cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng và đánh cũng được rất là nhiều loa như vậy. Thì mức giá 6 triệu là mức giá rất là dễ chơi và cũng nói chung là rất là hợp với nhiều người với cái giá tiền như vậy. Bây giờ Bee sẽ quay lại phía sau một tí quý vị nhìn nha. Phía sau cũng còn rất là đẹp nha, không có bị hên ố gì. Mức giá là 6 triệu và hôm nay Bee sẽ test một cặp loa cho quý vị thưởng thức cái chất âm của cái ong lây Luxman mà với mức giá bình dân này. Bởi vì thương hiệu ong lây Luxman thì giá của nó nói chung là nó cũng giá cao rất là nhiều, chứ không phải là ở mức giá dưới 10 triệu đồng thì nó cũng ít, chứ không phải là nói chung là đa số đâu. Bây giờ Bee xin mời tất cả quý vị cùng nghe để đi đánh cái con ong lây này, quý vị nghe nó thật như thế nào nha. Kể người nghe đời lăn ba điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy niềm vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về điệp cùng làng chung. Lần cuối gặp nhau lần khẽ nói thương mãi nhé anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành điệp ơi lãng ngắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tàn. xây mộng ra đây. Ai nào biết cho ai, đời quá thua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Phải chăng tình đời là vòng dây hoa.